Ca sĩ Việt Quang trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 12 tháng 8, hưởng dương 44 tuổi. Trước đó, anh bị mắc bệnh viêm phổi nặng và từng có thời gian nằm điều trị ở một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày cuối đời, giọng ca Tình ơi vẫn nhận được sự yêu thương và chăm sóc tận tình từ phía người thân. Gia đình hiện đang bàn bạc để tổ chức tang lễ cho anh theo đúng quy định trong mùa dịch. Việt Quang từng là giọng ca đình đám của làng giải trí trong nước của những năm cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000. Tên tuổi của anh từng không thua kém Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và sở hữu nhiều hit lớn như Về Đây, Tình Ơi, Vẫn Yêu Dại Khờ. Nhưng khi bước qua đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ vướng biến cố mất giọng. Khi chuyển sang kinh doanh, Việt Quang không may chịu cảnh thua lỗ dẫn tới phá sản và suýt tự tử vì nhiều áp lực đè lên mình. Cũng từ khi còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi đến khi dần lùi về hậu trường, nam ca sĩ là người khá kín tiếng đời tư. Phải rất nhiều năm giấu kín, anh mới thoải mái thừa nhận từng yêu một cô gái người Nhật vào năm 2004 và cuộc tình này kéo dài đến 8 năm. Nhưng khi công việc làm ăn không thuận lợi, anh cắt đứt chuyện tình cảm để sang nước ngoài sinh sống. Việt Quang cũng cho biết anh và bạn gái cũ có chung một người con. Khi đường ai nấy đi, con anh theo mẹ sang Nhật. Vào năm thành phố Tokyo, nơi tình cũ của anh sinh sống chịu ảnh hưởng của một trận sóng thần lớn, Việt Quang cố gắng liên lạc bằng mọi cách nhưng không được. Đây chính là nỗi đau lớn nhất cuộc đời của anh khi không biết người xưa và chính con ruột của mình còn sống hay đã mất.